Mày hôm cứ ngỡ là thằng cu giỏi nó qua nó cho hay là chị hay rồi. Trời thật nó bởi sống rồi thì mới la nó mày khùng. Không ai đâu mà cho tao hay chị giỏi nó nói chuyện sao mẹ đi được. Thật đó trời vô chợ nó mới nói á. Trẻ mà này trẻ lắm. Không nữa hay gì đây không biết. Một lần cho trước rồi bà hỏi rồi. Nó nói dịch bệnh này khó đi lắm thôi đừng đi. Cái bánh này ngon. Cái bánh này bà ở đâu? Bà ở thành phố hả? Bà thành phố mà bà có bà con với Thúc Nốt nè. Chúng ta thăm Thúc Nốt á. Bà muốn đi thăm ba. Không thấy rõ. Không thấy rõ. Mà biết là bà trẻ. Có không? Có nè, kiến gì nữa. Trời ơi, chị ba đeo cái kiến có một bên mà cũng thấy ngay được chứ. Chứ bà nó còn trẻ lắm bà. 49 tuổi rồi. Chưa được 50 tuổi nhỏ hơn mình. Còn trẻ. Còn một bạn ở Đồng Nai. Sao cái kiến này tôi đeo mấy người có kiến gì hết. Đưa tôi đeo chờ em chồng hả trời. Bạn ở Đồng Nai nó kiến mới tệ. Kiến là đã 38 rồi chị Tư. Dữ đó hả? Bà mắt gì sao? Ờ cái gặm nè. Cái gặm nó là bằng cái gì titan gì đó. Ồ mắc quá. Cái kính nó bằng mấy năm anh sao ơi bị tan rồi nè anh sao. Cái kìa. Cái sao được đó anh đeo lâu quá. Trời tao bây giờ chạy mày xôi dữ rồi sao. Hả? Lượng xôi cho mà. Cho hủy hai nhảy. Em đeo giờ lại không thấy gì chưa. Thấy bự hơn liền đó. Em không thấy gì chưa. Nằm ở đâu thấy mà đeo vô thấy rõ. Mẹ chị ba. Đưa sao đưa chuyện chi. Chị đeo lên chị sao đi. Thôi có rõ thì thấy rồi. Rồi thấy rõ hơn nè. Thấy bà trẻ. Bà trẻ. Bà mới chưa được 5 tuổi. Rồi, bà này là em dâu quá. Bà kết bạn bà này trẻ dữ. Có bà ở Đồng Nai mới có ba mấy tuổi rồi. Nhỏ hơn vậy. Kết bạn thơ. Bà đó kết bạn thơ. Ở giá cho giờ. Đó, đi. Ê, ê, đi ra, đi ra. Thôi, nhắc quá, đi. Đi ra. Bà này còn trẻ lắm. Con 49 tuổi rồi hả? Không sợ đâu. Con không nghe lại. Ở trong bà hổng nó quậy ít hay sao con này nó quậy nhiều nè. Bà của trời lo ra lên thờ. Cái này hết sợ rồi nè. Cái con nhỏ nè. Quậy con nguyên chứ vậy. Này quậy con nguyên. Mà sao biết nó tên gì chưa? Điện đặt tên gì chưa? Em dâu bà này nha. Ai biết em cho anh biết con. Trước xuống là bấm trứng. Trước con bà này. Không biết nó tên gì luôn. Thật ra chứ này bà đi tới đó bà xuống này bà thăm bà muốn xuống bà. Sáng giờ gặp điền của anh hỏi nhỏ tên gì là ai cũng hỏi tên gì. Bà nó trẻ. Chưa được 50. Bà không bè tao trẻ trẻ không hả? Có con nhỏ ở Ukraine đó, ở người Nga đó, nhỏ đó mới có 18 tuổi rồi. Bạn cũng nhỏ mà chứ không có lớn. Không, giờ không có tin tức gì nữa không ba? Tin gì đâu. Không vậy có nhắn tin điện gì ba không? Phong á, anh Phong á. Trời ơi, không, thằng đó được nó nha. Có ba chùm ba cha. Nó hồi lúc trước á. Anh Phong có đầu thức thảo mình nè. Thấy không? Hồi lúc trước á thì nó có điện á thì nó đi hello rồi. Bỏ đại luôn. Rồi tới giờ nó không nói gì nữa. Thật ra nó không thôi vợ quá. Không biết, tao không nghe vụ đó. Không nghe. Trần nói trời vững không có Trần. Con chồng nhỏ biết bơi mẹ cho nó giao đá sao mẹ cũng được. Con giỏi bơi. Giỏi đầu nhà nó đây thật là. Thằng Bin. Thằng Bin nó quậy. Mày ăn gì chứ là đang lo trên cây làm gì mà. Thằng ngốc. Nó tìm chị đâu có xài của nó được đâu. Nó
xin chị không có thôi. Okay, muốn 500 nó xin thêm mẹ, có. Mẹ mẹ hả? Cái gì muốn thì cưa mẹ mới cưa mới cưa mới cưa đã. Rồi giờ tới cái máy chém cỏ. Điện sao trời mưa nó không đi vô làm gì quá không biết. Nó yếu biền nữa đó. Hai tiếng còn. Sợ nó mắc mưa nó bệnh. Cô mua lắc cắt mày mà cô bệnh nữa trời. Cảm. Mời chồng trời chồng rước hả mời. Thôi chị đốt nhang má chị về đang chị lấy cá. Má lấy cá gì vậy? Chị lấy cá rồi xong hả mọi người? Chào chúng tôi mọi người. Con nghĩ chị ba vậy đó. Chị ba mặn tó nhả. Ba ăn bánh đi ba. Ba ăn đi cho đừng buồn miệng. Lạc miệng không ba? Không. Mới uống rồi, cứ bỏ nè. Nha ba. Chưa hết bỏ nè. Cái bánh nó ngon, mấy bánh này nó ngon. Bánh này bánh gai. Nó là bánh gai nhưng mà nó xiết. Tựa tựa như bánh men, mỗi lần mà nó ngon hơn đó ba. Nó dẻ hơn. Dẻ hơn, bánh men nó mọng lỏng mà có chút xíu bánh nè. Bánh này thì không bà. Ông ngưng tí xíu hả bà? Ngưng được tí xíu hả? Thì ba tính đâu đứa nào muốn tới sớm tới gì tới. Ba là nghe vậy đó luôn. Ừ, nào cũng... Nghe nó trầu sụt gì đó sao đó. Nó chỉ niệm mình chú ngày nào đó rồi nghe mấy người chứ. Ba không có tiên hậu gì hết á. Ba mình tính không tốt là ngày 2 gì đó. Đâu ngày nào nghe cho nghe đó luôn. Ngày nào cũng ngày trời. Tưởng người về xuống tôi ơi. Ba nghỉ mấy ngày. Thì chị chịu chị lên. Không, chưa lên. Ngày 22, 23 là chị ba phải nghỉ 2 ngày. Chị lên sáng rồi chị lên chị ba là chị gói bánh dự à, ai ăn đâu có dữ ông nội. Gói hạn 22, 23 đó. Gói chừng 50kg nếp thôi là nó nhớ. Ai ăn hả? Ở trong gia đình mình không, ở trên này không đi đông đâu. Mình đâu mời. Không mời nó đông đâu. Ở dưới tấm mặn đâu mà biết sao không đông đảo. Ừ, đừng có mời. Chị ba em hùng nếp với đậu nha. Chị ba hùng lá nha. Thôi lá cho mình đi. Giờ tám. Sáng giờ vụ mấy người vợ tám được lá, lá, lá anh hùng. Sáu hùng á. Hai ba giường lá. Lá đâu? Đó. Vậy là sáu chồng. Anh Sáu, trời bảo này chưa chắc có lá nha. Mấy tấm lá sao không bao giờ là bảo. Đâu bảo bảo bảo, bảo bao chị lá nhưng mà không có gốc nè. Chị ba gốc. Còn sao cầu chồng đem về thiếu gì ngự. Chị ba gốc. Bao giờ chăm lá đủ không? Chị chăm dữ thế nào. Cái gì bảo lá nào nguyên mà đâu có chăm chứ hả? Hỏi chị hai bờ ba giường đó. Lá nguyên đàng hoàng quá. Không chọc rồi xong rồi hơ tại đó rồi về chỉ là lau với xét ai đó hôn nội chứ chứ mà anh mà đem về anh hơ từng lá không phải lắm. Đem về nắng á thôi thôi lâu lắm thôi đâu em với chị tám là mà nó hơ không có lướt không có cái lướt mà chọc không phải nếu mà có nắng chọc rồi chắc phải chọc lại chúng đó hả nó sao có nắng ra đi thì nắng lại chúng đó nam là anh gặp nắng nắng hạ chúng đó hạ chúng đó có chứ em làm hồi kiếm cái dao kiếm hoài không có cái dao ai về cái đồ mà em hết pin á chị tám lấy cái dao đâu đó em đâu có biết tại vì khúc đó pin em về em lấy pin này là cho có tình hình chứ ăn uống không vậy mà có nghĩa là để đó biết không biết ba biết dỗ đám dỗ đám quả là để con cháu tụ họp lại để họp mặt lại để mà báo cáo rồi cô trường ơi đâu có quạt đâu mà anh Sáu sẽ gió nhưng mà nó đâu có ai mà ăn nói chung là ngày xem ba kêu là ngày kỷ niệm. Ví dụ như bữa đó chị đặt bánh cũng được rồi. Nhưng mà ví dụ như chị đặt phải không? Chị
xong. Trời ơi, vậy đặt bánh có mặn gì đâu lên. Ha, đúng rồi, nhà bây giờ mình gói gọn khoai ít thôi cũng được. Nghe làm như là truyền thống vậy đó. Làm cho nó có truyền thống vậy đó. Để chị anh chị em phù hợp với nhau cho nó hợp mặt. Đặt gì cũng đâu có phải làm bài rồi. 22 là chị bắt buộc phải 6 giờ sáng mới có mặt đây. Hay quá, trận nào mà đi bỏ 3 giờ chiều mà chưa ai lên. Hay quá. Cái đợt đó là đi tiêm ngừa, bỏ qua cái đợt đó là tiêm ngừa hết. Cô Bích hả? Là ngay đó đây. Em lên đây là có một mình. 6 nào vậy? Hả? Khi nào vậy? Ngủ đây nè, vừa đi. Ra ngoài chị nè. Khóa chắc anh cho trời. Không biết nữa. Ba giữ ba xe nè. Ở sao? Đó, không có gì, về nhà coi nhà coi cửa đi, đâu có gì đâu. Nói thiệt, ai nghe gột nghiệp nhà chị ba còn chưa chắc nữa nè. Nhà tôi sao nó trống trơn à, tôi phải kéo nó vô. Ủa nó bung bên nào hả chị ba? Sát góc nhà chứ luôn mà. Bung bên chị hả? Là bung bự lắm rồi đó. Có chừng tôi vô tôi được lấy đồ ổn. Chị chú quan sát vậy coi, cái đi. Trời ơi, chừng tháng nay rồi, nó không sợ rồi. Chừng tháng hả? Quên nó đây đâu trời. Không nói đi đây. Chị ba chị nói sạc gì đó phải không? Sạc nó lồ đồ tùm lum hết trơn. Sáng đêm sáng chắc đồ. Bằng đêm đồ chuột chạy sổ 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 có ra dòm. Chứ cậu mà chết đâu cây đó, trời chăm cho tôi dòm thử cầm có đúng không? Đằng sau đang rảnh. Ra sau rửa dòm ra ngoài cây đó đó. Sợ đâu. Nó có ổng có đù, chị bà không có thấy đâu, xa quá thì thấy. Chẳng cưng nha mừng. Không phải, ý em nói cái cây đó xa quá, chị nhìn có thấy ổng đù đâu. Nhìn thì rất là ổng có đù cây không? Thôi giờ về nè, về cho nó gian về. Chút xíu. Không phải, chị giờ tới giờ lấy cá trời đi. Kìa. Mướn tẩy mướn. Bèo nó chẳng giữ cái ải là chị mình cũng gì chị trả. Sao cũng như không. Bèo quá sao dắt khuya mà sợ mà chân luôn á, chân cái gốc không bây giờ nó ra tuốt gốc đẳng rồi, gốc là đẳng nào nó như chân gốc bờ giống nhà cũ thôi chứ gốc bẳng nào sao ra gốc tuốt đẳng. Ngày xưa ở bữa hổm á là út phúc nó là về tính cho nó dời ngay cái gốc bên giáp bên hai nha. Rồi cho gáo rồi mấy cái gáo chở nó cho về nó sóc nó cắt cho bạch đàn rồi đó, rồi nó lên nó chặt đàn bụi quá chứ sao rồi. Rồi nó phải cho mày đốn mấy cái gáo bên giáp đàn to bự chơi không đấy. Ừ, nó thiệt nhiều mà mình mới đốn mà đằng thấy ham tự sao chị đỡ nhánh sao đốn cho mà đằng à ba đốn bỏ đâu có xài đâu đó đường nó bán cho đóng học bán cho ai bán cho đóng con của đóng học bán cho kiển rồi nó đóng lấy rồi giờ mình nó lấy lại ờ rồi ông tuyết ba nhánh chọn bán không chịu gửi hàng mà nó không có lợi cưa luôn bờ mình cưa đó hả chị tư cưa để đóng học bán cho kiển anh tư cưa anh tư cưa chị tư đi theo coi thôi chứ tư vậy hả trời ơi vậy mà anh tưởng anh tư cái mai đó đó cưa chứ ông bơm lỗi ông thấy mẹ mấy cưa mẹ làm gì đó bà bắt đầu nó cưa mình ngủ không được nó không giật nó ghiền nó giật kêu é cho hết tổn hổm nha sai rồi ơi tôi sắp đem cái cưa xuống cái cưa bằng điện á coi con cháu cưa cái dừa đó bà cái dừa anh cưa anh cháu cả đời cái thấy ông điện phát cỏ mẹ mua cái máy phát cỏ mẹ cỏ 2 triệu anh xem cho máy nữa rồi nó phát cái gì lên bà chánh hát cho nó là chơi vừa làm gì chơi vậy đó anh Sáu yêu của chị ba chú yêu lắm luôn hết bên này yếu bởi nó kêu chặt nguyên muộn chặt được không chị bởi nó bán được rồi hả đem nhiêu bán hết nhiêu mà vậy hai chị mai em gửi bùn chuối với hai bùn chuối chú bán nha chú cao không biết sao chứ chú già chị bán rồi chị nghĩ sao chú chị bán biết không bán chẳng bán còn nguyên ngoài từ chơi gì bán chả cá mà tặng nãy chuối ba bán một ký chả là còn ngại hay này chú nửa ký thôi chứ nó nửa ký chả nửa ký cũng to cho nửa ký chả tặng nãy chú già từ chết luôn đi bán mấy cái thằng mà cơm hằng quen đó tặng chuối chứ bây giờ ế đem bỏ không cho chuối cho nó bỏ em gửi mà chú cho ba nãy không bán một nãy nào cuối cùng đem bỏ luôn cho tùm lum cho chuối đem gì dục không mà có một đợt đó là dữ dội lắm mà chú vũ đánh nha nãy chà bán không bán được cái này nhảy cho nhỏ dạ, ai nói số 2 bán được nè cái này bán được nè cái này bắt đầu bán được rồi nè chứ nó lại gom chuối lại rồi tại vì lâu lâu em thấy cũng như xe đi gom rồi hai đứa hết xài bán được có ghe gom làm bán được không đúng xài ha đúng mùa xài ha thay vì đi về không cho bơi xuồng cho chứ về mưa kìa không chị về tôi mới được giờ lấy cá chị rồi chút thôi 7-10 năm về mới được chị về lấy cá nó xong ta điện không chị ba công chuyện nhiều lắm mới nằm xuống thì tiểu ngủ dứt ba bữa nay lại chịu rồi làm gì là giữ ông nội vậy cả chị ba à chị ba lính chị là cả này đưa rước hả đưa rước ngon vậy ha vậy thì bỏ xuồng đi chị ba ơi đâu đem theo đâu nó không chịu vọng nó để con vô rước mẹ mà thôi điện nó hả nó ngủ nó trả lời nhẹ nhẹ rồi rước mình về xách đồ chung phòng ngủ tiếp thì mẹ ăn giỏi á thằng giỏi gì chứ nó không có vào không vào bởi xuồng nó không cho mà rước ai làm gì cười thề thề hả ra chán bà ba quá mà qua thở chút xíu xin tiền bà ba chán bà ba sáng nào cũng qua cho nó ăn rồi đi qua xin tiền ăn xin ăn thịt nè mà cho chậm làm đem cho sốt đổ mà cái bất cứ cái gì đó chắc chục đó đó
nhanh quá trời nữa. Mà chậm là nó đổ đồ hết á. Sắp đổ đổ á, tép vào 10 tép mình đổ luôn á. Ghê ngộn. Nó đổ nguyên manh không à, chứ một món nó quậy đổ. Quậy bà, quậy bà, quậy bà, quậy bà. Quậy bà, quậy bà, quậy bà, quậy bà, quậy bà. Mấy thằng mua cá nó nắm nó kéo qua nó sờ phỏng bộ không kịch vô à, xin tiền mà đâu chưa được kịch vô. Thằng kia nắm tay lo ra nó dịch vô cái đường nó đi mua xe như nó quen vậy thôi, nó bỏ ông bộ nó chạy mạch một mà cầm máy được thôi, nó muốn chết mua mua hoài luôn. Đó rồi ha, lấy cái xe rồi bắt đầu không trả tiền trả gì chứ không trả mạch một về tới nhà luôn. Mà thêm mình chó giỏi nó kiếp con hơi bỏ cái bọc để thôi rồi mình lấy lại ngày nào cũng mua kiếp một cái phòng nó cứ ngắt một nó chạy qua mẹ cha cha con ghé đâu cho con mua cái gì cho con mua cái gì cho con mua cái gì nó sợ cha nó là bộ lại bộ cái gì lấy đặng lấy đi đồ trời hết được món đồ thôi con hết đau bụng rồi. Nó gạt thằng giỏi. Nó lấy đồ mua đồ hả? Nó lại bà mười có đồ chơi đặng nha. Đi vệ sinh. Nó nói đi vệ sinh đi ra bụng ngoài con nó bụng. Đi đặng lấy đồ chơi sách vở. Là con hết đau rồi đi về. Xe sách nguyên đặng đâu có bán đồ chơi cho nó. Mà có đồ chơi kìa, mua vô hết kìa. Bán đồ tặng phẩm rồi đó hả? Không đâu, nó bán xe đồ á. Cái quạt chơi trong trống. Sách vở. Cái mua đồ chơi. Bữa nào mua đi mà mua bán cổ đó. Chạy nữa siêu nhân vậy đó không thấy mua con xe bự to đụng đó chị ba mua cái 39 ngàn nó sao mỏ 39 đâu 39 cái xe bự to đụng nó ngồi chánh kìa trời con chinh đó ông nội ông cho mấy trăm ngàn đi mua chiếc xe đó mà chạy được cái gì đâu con hút con sách chạy lan như giặt để banh mua con cẩu chở chổng như đây cái nó gớt cái tài gì đó mất tiền kiếm tới chồng nó nữa lan giỏi vậy từng từng tàu lao không à 300 mấy chục lần 300 mua xe thì thiệt có chút xíu như 350 chơi có mấy bữa banh trời đóng chiêu rồi đó á là 100 mấy 200 ngàn điều khiển ha nó mua chiếc xe ổng cho một chiếc phải không rồi nó mua thêm một chiếc xe gì nữa cái hai ba chiếc tao nó trong nhà nó bây giờ tao nó lừng anh Sáu có nghe không mà có tiền nó chơi chân hả ra đem lại cho giỏ sữa á ba nó ngồi nó tháo tem của người ta không còn một miếng tem nào trên xe hết nó cỡ vậy đó tháo hết không được lấy găng cắm còn ba cái bạc đạn của ba nó đi mua về để ăn khách nó lột qua trên trụ lũi không còn cái vỏ luôn mà mấy đứa nó không la để cho chơi vậy đó khiến nó quen là thêm con phút quan đứa nữa có cái gũ kéo lại không nói chứ chậm anh hùng đi xin nha thôi thăm ba cái con đi về nha ba về, là về lấy cá chứ không gì cho cá bên sông tao kêu á lấy cá giữa bánh có bởi vì chị mới gắp mình về ai đâu đấy chứ chị tầm nào 40 mấy dao nè thôi về mà gửi về sao nha chị ba gắp gì về phải đây đi hồi tao điện tao mới giống kìa về sao giờ sao ở đây phải không về tao dọn nhà cho cái lắm rồi đi qua ngủ nhà anh Sáu đi nó quậy nhà anh Sáu anh Sáu nó quậy không còn cái gì luôn còn còn anh thức là đáng người ta làm chanh gì mà cát á qua qua lại nó quậy không còn nước cát nước chanh nè nó hả sớm còn thức quậy từ nước qua làm cát mà làm thành nước chanh chanh cát không biết luôn chạy kiếm coi không về mà ơi không về bao nhiêu ai biết sao này không sao mà có gì kêu kêu ba đâu ai coi ai gọi hả ai gọi hả ai chưa mặn chà mày rồi bấm alo đâu ai đâu ai hả nè ông nội nè thăm nội tí nè ông nội mới bệnh không à con đang đi công chuyện vậy hả rồi đây con nằm của em đi 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 đưa chị ba xuống trời ơi dân tình gì rồi phải đưa đi chứ đây nè à, anh tính nè à, tính nè lớp mấy tính à, bắt đầu hết 10 lên 11 hả có cái ổ nó ở đâu siêu anh hùng đó có tha bên đóng chưa ổ nó mà em chị có mượn mày có tha không siêu đầu bếp huấn luyện cho nó mà tối gan cho nó trời nói về chị ba còn quên gì không nghe điện thoại lấy chưa bữa này về lúc mình quá chị ba chị có bữa này cái này gì mấy mày dạ
má. Ủa chuối này. Chuối này nè, hồi chiều em đem về mới bán cho siêu rồi biết. Chị không kêu mà chị kêu, chị lớn lệnh chị kêu, chị kêu nữa. Đây có tổ ông nhóc chơi nha, chị ba cẩn thận nha. Đâu biết nữa. Phải như thằng má nha. Thằng giỏi người lặn lên đó anh Thi. Quýnh nó mùa xưa cái gặp chứ. Chị ba nghe nói chị có cổ hồng môn của chị má hả? Hồng má là chị. Hồng môn của má để lại đó. Má để lại chị. Cái gặp. Phải không? Chưa thấy cái gặp. Chưa thấy hả? Còn giờ chị giỡn cái dầm gì lên coi. Có giống không? Cái dầm chị ba giống dầm má nè. Đi gần. Nè. Đây 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 chị đây. Nè, nó có eo không eo rồi quay cái ngang mới thấy cái eo. Đó. Đó. Hồ môn giống hồ môn. Ờ đó đúng rồi quay chị. Má đây gần. Má 10 lần là cái dầm nó kia má đây. Luôn. Nó mòn khuyết. Ờ khuyết luôn. Má 10 lần lão khuyết tuốt rồi nè. Đi gần má luôn tại bên quay cho lại bên kia coi. Đó đó. Của hồ môn bà ngoại đây. Cái nó lái cho cái dầm. Xoay ngang lại chị ba. Đây. Đây nè, nó cạ vô cái xuồng hả chị ba? Bơi chị xuống đây nè. Chị bơi chị nại vô cái xuồng hả vậy? Con ngựa con má mà. Chừng nào mà chị cái nó tới đó mà nó gãy ngang cái chỗ cái eo đó là thành công rồi chị ba. Xuống đây mà con nè. Chị bye bye chị ba. Bây giờ tới nhà là ta gọi luôn lấy bản mình đó chị ba. Bản sao của mẹ đó. Đúng. Đó, bản sao của mẹ mình đó quý vị. Má 10 lần là bơi chuồng ngày nào cũng bơi 4 giờ sáng. Có nghĩa là cứ nôi truyền tiếp tục luôn quý vị. Chị ba bơi ngược với má chứ má bơi trước chị ba không. Chị ba bơi chạy không má. Má bơi nhiều lắm. Vậy là cứ thế mà nôi truyền từ đời này tới đời kia. Rồi chừng nữa chị ba có con rồi con cũng nôi truyền nữa vậy. Mình chị ba theo má đó. Bữa nay mưa suốt ngày luôn. Rồi vậy mình để đây mình đưa chị ba. Chị ba gì? Chị ba thợ nấu. Chị ba bún riêu. Chị tự. À quá rồi, chị ba bún riêu. Chị ba bún riêu rồi đưa chị ba bún riêu về đó nha. Rồi. Rồi. Đi lên. Đi lên trở lại. Đó nãy giờ là quay giùm cho 10 thợ nấu. 10 gì? 10 bạc hà. Nè 10 bạc hà là kiếm cho cái vụ mà bán chuối bán dừa. Xuất hàng. À. Nãy bán cho chị Năm được 15 kg dừa. Nhiêu tiền? À 75.000, 15.000 kg à. À 75.000. Dạ. À, cho chị bán lại hả? Cho chị bán lại chứ nhờ chị bán tội nghiệp chị. Thay vì mình căng ta cũng 5.000, căng cái chỉ 5.000. Đúng rồi. Mà còn trả 6.000 mới chịu. Bác không trả xuống mà. Bác không trả xuống mà đâu trả lên hả? Trả 6.000. Rồi, cánh cũ người xưa nè quý vị. Bây giờ thôi mình lại chỗ siêu đầu bếp lọc dừa coi. Ở chỗ siêu đầu bếp lọc dừa. Hả? Cái cây này hồi đó là anh 10 anh chỉ nè 10. Cái cây này hồi đó là anh trong trường đại học Cần Thơ á. Đây. Con gắn kìa. Đây con gắn nè. Dùm, đẩy lên, đẩy này lên, dùm lên. Thấy không? Nó đẩy nhỏ rồi. Xíu anh thôi. Đó, sao không thấy? Dùm là hết rồi, thấy nó rõ rồi. Thấy chưa? Nó nằm vậy khó nhìn thấy lắm. Thấy. Con gắn nhỏ xíu à. Ghê anh Sáu. Gắn lại, con mắt nó thấy thò lò thấy không? Đó, ghê quá anh Sáu. À, nó lật gắn lại, cá sát vô. Em sợ. Đâu có sao đâu. Ló đậu đó thấy không? Nhớ này nhớ con rắn mà anh với rồi thì đó con rắn này chắc là con rắn đó hai con mắt nó to đùng ra đó lật rắn lại đó rắn lại ha rồi. À. Cái lưỡi nó chia gà ghê quá ha. Rồi đưa sát vô dùm hết luôn thấy không rồi. Đó. Thấy rõ không thấy rõ không thấy rõ rồi đó quan trọng là lấy cái đầu đó còn con rắn nó siêu đồ bếp bắt sợ không chết sao rồi. Nó cắn. Thoạt tay giật ra được. Chứ nó lành vô lắm luôn nó sao gắn nó đó. Mấy con gắn chậm mới sợ. Còn mấy con gắn lành á thì nó gắn hiền không mà. Lành tính. Nhưng mà có con gắn chung nó im gu nha nhưng mà nó không có đậu. Rồi. Ghê quá mà. Rồi bữa nay mình gặp lại cái hậu bối của con gắn lãi hôm trước là mình với siêu đồ bếp thả giải cứu ở cái giếng đó quý vị. Đó. Cái xác cho 10. Thấy con mắt to luôn nè 10. Hả? Ừ nè. Gặn ghê quá anh Sáu. Đâu có sao, không có sao. Nó con mà. Để sát chưa? Để sát chưa?
không cần dâm mà để xác luôn. Không sao đâu, để xác vô. Nhìn nó ghê anh Thăng. Hả? Ủa nhìn nó ghê quá. Anh lè cái đuổi. Anh nhìn vô cái máy nè. Mà nó dạng quá anh sao? Ừ, con mà. Như con mít vậy đó. Anh thấy lạ lạ không biết cái vụ gì đây chứ. Mà không phải, tại nó phá người phim. Rồi. Phá người phim coi có đẹp trai không? Đó, đưa về gần cho cái vậy kìa. Xíu xíu thôi, nó chỉ khoảng là nhỏ hơn nó tay út của mình nữa. Cái đầu lớn hơn à. Cái đầu lớn hơn cái mình á. Đây, cây là cây thiên điểu nè quý vị. Đó, thiên điểu của siêu đồ bếp bữa nay nó rợp trời mây chưa. Rồi nhả giùm mọi người, kéo xuống nha mọi người, hết xuống. Rồi. Đó, bây giờ trời mưa lấp rắp lâm râm rồi mình cũng ghi hình luôn nè, tại vì mình đổi có nón lá. Đó. Đó, báo cáo với quý vị là trời mưa lâm râm luôn nha. Đó. Đó, bây giờ cái giường của siêu đồ bếp hôm nay là một ngày sạch đẹp luôn nè. Nè. Quay gần là thiên điểu nè. Đó, đội nó nè, trời mưa quay happy quay ghi hình nè. À, ẩm thực miền Nam gì. Đó bữa nay mình gây quay được con rắn mới hay đó. Rồi, thì bây giờ mình đi lại cái chỗ siêu đồ bếp ngồi lột dừa quý vị. Đây là cái nơi mà cái vườn lan của siêu đồ bếp là cho quý vị xem nè. Lan của mình thì không bằng siêu đồ bếp, tại vì lan của mình ở dưới nó bị hắt hanh nắng dữ lắm, ở đây thì nó, cái độ ẩm nó cao hơn. Đó, còn ở đây là dừa của siêu đầu bếp nè, dừa cái này là sơ dừa nó quý vị. Cái này cái sơ dừa nó lột lấy cái trái rồi, còn chỉ còn cái sơ ở ngoài thôi. Đó, chỗ anh ngồi làm việc đây. Và cái chỗ cái nơi này là cái bến mình nhập cảng hôm trước là mình vớt dừa mình quăng ở đây nè quý vị. Siêu đồ bếp thì dọn dừa hôm nay khá là trống rồi, trống trải rồi. Mưa quá vậy. Giờ này là chiều quý vị, chiều mà trời mưa thành ra không có thấy mặt trời luôn. Đó. Ẩm thực miền Nam đi ngoài cảnh. Đi ngoài cảnh với mưa. Đó. Đó, hai anh em đi ghi hình với mưa luôn rồi quý vị. Rồi, thế là mình ghi hình một vòng nữa rồi mình đi vô. Bây giờ mưa gần ngày càng nặng hạt. Và cái hanh bờ hôm trước mà mình vớt dừa của siêu đồ bếp là bữa nay trống hết rồi. Siêu đồ bếp chém cỏ, trống hết luôn rồi. Rồi, bây giờ mình đi tới đoạn nữa coi. Chỗ bên này nó trống cỡ nè. Sạch chưa? Giờ mình đổi cái nón lá mà mình để nào quý vị. Đổi cái nón lá mà mình để cái máy vô cái nón lá này coi. Mưa ở ngoài thì rớt hột lột đột luôn.
Đó, đây là cái ao của siêu đồ bếp, cái ao kế tiếp này. Ao thu lạnh lẽo nước trong veo, một chút chiếc thuyền con bé tẻo teo, rồi thêm chút mỡ hành, thêm gần tí gì đó, rồi hấp chổng vèo gì đó, mình cũng không nhớ, mình chỉ nói loáng thoáng vậy thôi. À, bây giờ bên đây là chia đồ bếp, chén cũng sạch hết rồi quý vị. Cái bơ này. Ổi nè. Chung là cái vườn siêu đồ bếp bây giờ trồng cũng đủ thứ hết trơn quý vị. Cái này là cắm bắn cò nè. Rồi cái đìa kế tiếp của siêu đồ bếp đó nè quý vị. Trời chưa lặn nhưng mà cũng gần lặn quý vị. Mặt trời gần khúc sau gần núi nhưng mà bây giờ hôm nay trời mưa á, rồi thành ra nó không có, cái phong nó không có đẹp, nó mọc màu xám xịt thôi. À. Rồi sẵn đây mình đi tới của xưởng máy miền Tây luôn quý vị nha. Mình đi một đoạn nữa sẽ tới cái chỗ mà của xưởng máy miền Tây.